vừa yêu lại từ đầu với thiếu gia Philip Nguyễn. Hot girl Linh Jin đã ngầm đánh dấu chủ quyền bạn trai bằng hành động này trên mạng xã hội. Linh Jin chỉ theo dõi duy nhất bạn trai Philip Nguyễn ngoài những tài khoản mạng xã hội của biệt đội thú cưng. Thời gian vừa qua, mọi nhất cử nhất động của cặp đôi Philip Nguyễn và hot girl Linh Jin đều nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Sau hơn 10 ngày dạn nứt tình cảm, mới đây, chàng thiếu gia họ Nguyễn gây bất ngờ khi đăng tải đoạn story Linh Jin đang chơi với thú cưng như thông báo cặp đôi, đã chính thức gương vỡ lại lành. Về phía Linh Jin, cô nàng cũng, đã ngầm khẳng định việc chính thức quay lại bên người yêu bằng việc chia sẻ lại đoạn clip, mà em chồng Hà Tăng, đã đăng trên trang cá nhân mới của mình. Bên cạnh đó, hot girl Hà Thành cũng, khiến dân tình chú ý khi chỉ theo dõi duy nhất bạn trai Philip Nguyễn ngoài những tài khoản mạng xã, hội của biệt đội thú cưng. Có thể thấy, sau thời gian ngắn xa cách cặp đôi, đang trở lại thời kỳ mặn nồng, ngọt ngào như thuở mới yêu. Trước đó, Philip Nguyễn cũng đã chia sẻ hình ảnh dùng bữa tối thân mật với một cô nàng được nhận xét là có nhiều nét rất giống với Linh Jin, vậy là bây giờ thì dân mạng đã chắc chắn cô gái bí ẩn đó là ai rồi nhé. Có thể nói, Philip Nguyễn và Linh Jin là một trong những hot couple được dân tình tích cực đẩy thuyền, công khai yêu nhau từ tháng 8 năm 2019. Cả hai luôn gây chú ý với những khoảnh khắc tình tứ, ngọt lịm tim, không chỉ thoải mái khoe những lời nhắn nhủ ngọt ngào đến đối phương thiếu gia họ nguyễn còn luôn thể hiện sự chắc chắn trong mối quan hệ tình cảm khi đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ và các sự kiện trong gia đình bạn yêu quý hãy để lại một dòng bình luận dưới đây để chúng tôi biết ý kiến của bạn trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại